Thưa quý vị, với dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán có mức độ giao thương đi lại lớn nên số ca mắc COVID-19 sẽ tăng cao. Vì vậy, ngành y tế Đà Nẵng đã chủ động ngay từ đầu, huy động nhân lực cũng như chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc để đảm bảo điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo thống kê của ngành y tế, thì từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, mỗi ngày Đà Nẵng ghi nhận từ 700 đến hơn 900 ca mắc COVID-19. Qua giám sát dịch tễ cũng như xét nghiệm phát hiện ca bệnh, các địa phương đã chủ động thực hiện cách ly, điều trị có thể tại nhà hoặc chuyển cơ sở y tế tùy theo tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Hiện trên địa bàn phường thì có tổng số là 50 ca F0, trong đó có 43 ca là đang điều trị tại nhà và 7 ca đang điều trị tại bệnh viện. 43 ca này thì đã được trạm y tế lưu động số 1 theo dõi, hướng dẫn và tư vấn về các biện pháp để điều trị. Lập một group Zalo để ép tất cả các trường hợp F0 vào theo dõi cũng như tư vấn và đồng thời tiếp nhận các thông tin do các bệnh nhân phản ánh lên trên group, và có một cái bác sĩ của trung tâm y tế quận được cử về để trực tiếp theo dõi và hướng dẫn tư vấn cho người bệnh. Theo Sở Y tế thành phố, hiện Đà Nẵng có 672 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế và 9.729 ca cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, chiếm tỷ lệ hơn 93%. Các ca bệnh điều trị tại nhà đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và được các trạm y tế lưu động theo dõi sức khỏe hàng ngày, kịp thời chuyển cơ sở y tế nếu phát hiện triệu chứng có thể chuyển nặng. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ về cơ sở thuốc cũng như là trang thiết bị y tế, test nhanh, đồ bảo hộ cho 7 trạm y tế lưu động. Hiện tại thì thuốc Monopiravir chưa được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng, bởi vì thuốc này đang thử nghiệm trong pha 3 cho nên chưa có được giấy phép của Bộ Y tế, cho nên chưa cập chỉ sử dụng tại các bệnh viện dã chiến, các bệnh viện phổi, bệnh viện Hòa Vang. Các cái thuốc mà điều trị các ca F0 tại nhà cũng giống như là tất cả các cơ sở y tế đều đầy đủ và nó có đúng theo các cái trình tự thủ tục cũng giống như là các cái chỉ định của những thuốc này đưa ra, và nhân viên y tế chúng tôi sẽ bám sát và sẽ cho chỉ định cụ thể cho từng trường hợp một nếu như mà có chỉ định. Chứ còn chúng ta không nên và tuyệt đối là không được mua những cái thuốc này mà tự ý, thì nó rất là nhiều cái nguy cơ rất có hại cho người bệnh và nó không cần thiết, đặc biệt là thuốc kháng viêm và thuốc chống đông. Thì những cái thuốc này á, nếu như mà chúng ta sử dụng không đúng thì nó rất nguy cơ cho người bệnh. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà nhẹ, không có triệu chứng, thì những cái thuốc này tôi nghĩ rằng là chúng ta khoan sử dụng cho người bệnh. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng quá sớm thì chúng ta đẩy bệnh nhân đến cái nguy cơ rất là cao, đó là cái nguy cơ của vấn đề là suy giảm các cái sức đề kháng của người bệnh. Thứ hai nữa là rối loạn của vấn đề đông cầm máu của người bệnh. Trong tổng số 672 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, thì hiện nay số bệnh nhân nặng chỉ chiếm hơn 22%. Trong đó, gần một nửa trong số này chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Các bệnh nhân đều được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và các bác sĩ cũng sớm đánh giá nguy cơ để điều trị phù hợp. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, thì F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus. Riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn, mà do bác sĩ kê và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến bệnh viện.